Thưa quý vị, dịp Tết Nguyên đán, thời tiết miền Bắc duy trì nhiều mây, rét sâu về đêm và sáng sớm, với nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, vùng núi và trung du có thể rét đậm, có nơi rét hại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mùng 3, mùng 4 tháng 2, từ ngày 25 tháng Chạp, thời tiết phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Riêng khu Tây Bắc từ 27 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất đạt 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Từ đêm mùng 7 tháng 2, tức là từ đêm 28 tháng Chạp, khu vực Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất đạt từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Còn từ ngày mùng 8 đến 12 tháng 2, từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết, khu vực Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất đạt 13 đến 16 độ, vùng núi từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.